Thưa quý vị, thưa các bạn, Sơn La có hơn 900.000 ha đất nông nghiệp, có điều kiện thuận lợi đầu tư phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, đặc biệt là hai cao nguyên Mộc Châu và Nà Sản, rất thuận lợi trồng rau và các loại cây ăn quả như là xoài, nhãn, na, dứa, chuối. Trong những năm qua, từ sản xuất nhỏ lẻ và manh mún và chỉ quan tâm đến số lượng, thì đến nay Sơn La đã đẩy mạnh phát triển chuỗi sản xuất cung ứng, tiêu thụ nông sản chủ lực và điều chỉnh quy hoạch sản xuất theo hướng tập trung phát triển các loại cây trồng có lợi thế, có khả năng cạnh tranh và tăng cường công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Sơn La có 45.000 ha cây ăn quả cho sản lượng khoảng 250.000 tấn quả một năm. Trong đó, cây ăn quả an toàn chiếm hơn 30% tổng diện tích với khoảng 10.500 ha. Thu nhập trung bình từ cây ăn quả của tỉnh đạt tới 200 triệu đồng đến 400 triệu đồng một ha. Dự kiến đến năm 2020 sẽ có 100.000 ha cây ăn quả và đạt sản lượng 1 triệu tấn. Cho đến nay thì Sơn La đã có 9 sản phẩm quả được công nhận bảo hộ thương hiệu và đang tiếp tục xây dựng phát triển thêm 12 thương hiệu quả. Hiện nay, tỉnh Sơn La đã xây dựng và duy trì được 15 chuỗi sản xuất nhãn an toàn với sản lượng hơn 5.000 tấn. Trong đó có khoảng 2.000 tấn được sản xuất theo quy trình Việt Gáp và 500 tấn được cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu vào các thị trường khó tính như là Úc, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Vì tỉnh Sơn La đang tập trung cao, tiếp tục phát triển một số cái sản phẩm quả có lợi thế như là xoài, thanh long, chanh leo, bơ. Và hiện nay thì những cái sản phẩm này đang được phát triển khá hiệu quả. Và tỉnh Sơn La đang tập trung cao cái yêu cầu để đảm bảo phát triển quả bền vững với hai cái định hướng chủ yếu. Cái thứ nhất là chúng tôi đang tập trung cao thực hiện các cái quy trình sản xuất an toàn, đặc biệt là quy trình sản xuất theo quy trình Việt Gáp, Global Gáp và các cái quy trình sản xuất an toàn theo định hướng hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Cái thứ hai là cùng với lại cái việc sản xuất các nông sản và các cái sản phẩm quả an toàn thì chúng tôi kết nối chặt chẽ với các cái siêu thị, các cái tập đoàn doanh nghiệp đang có cái chuỗi bán hàng và xuất khẩu có đối tác hiệu quả như là Bixi, Lotte, Habro, rồi Vinmark để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn. Sau những kết quả khả quan trong việc tiêu thụ xoài, với dự báo năm nay sẽ được mùa nhãn với sản lượng khoảng 62.000 tấn, tăng 23.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Sơn La đang nỗ lực quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ, trong đó tập trung tổ chức các chuỗi sự kiện như là tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tại Sơn La, Hà Nội, hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn tại Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, hội nghị xúc tiến xuất khẩu và hội chợ nông sản an toàn và xuất khẩu tại Mộc Châu, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm theo các chương trình của Bộ Công Thương. Những cái sản phẩm nông sản có thế mạnh của Sơn La như là rau, củ, quả, thế rồi trái cây theo mùa vụ như là nhãn, xoài, bơ và các những sản phẩm nông sản khác thì đều được những doanh nghiệp phân phối của Hà Nội đưa vào cái kênh phân phối của Hà Nội. Và chúng tôi còn đưa các cái doanh nghiệp xuất khẩu của Hà Nội làm thế nào mà hỗ trợ cho tỉnh Sơn La ngoài cái việc tiêu thụ ở thị trường nội địa thì sẽ đẩy mạnh cái xuất khẩu sang thị trường của các nước. Hiện nay, nhu cầu thực phẩm sạch, an toàn tại thủ đô và trên cả nước là vô cùng lớn. Với tiềm năng có sẵn, Sơn La đang dần đưa các mặt hàng nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm đặc thù của mình đến với người tiêu dùng trong cả nước. Trước mắt là tại thị trường thủ đô Hà Nội và một số địa phương khác. Tôi thấy nhãn rất là tươi ngon và nhìn rất là bắt mắt và ăn vị ngọt, giòn. Cảm thấy rất là ngon khi mà ăn nhãn này. Để khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, Sơn La đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn đến năm 2020, triển khai lập mới quy hoạch phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với kiểm soát các khâu liên quan đến sản xuất nông nghiệp tốt Việt Gáp, đẩy mạnh thu hút đầu tư, hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất áp dụng tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp, kiểm soát việc tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn.